Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, gần đây khi mà dịch bệnh lan tràn, có nhiều người mách nhau về những siêu thực phẩm để giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa sự tấn công của virus COVID-19. Nhưng là một nhà nghiên cứu về miễn dịch và bác sĩ y học chức năng, tiến sĩ Hunter Morday của Mỹ cho rằng bất cứ thực phẩm nào giàu vitamin và khoáng chất đều là thực phẩm tốt cho hệ miễn dịch của chúng ta. Tuy nhiên, sẽ có một vài loại thực phẩm nổi trội hơn về các lợi ích này. Thậm chí, chúng còn khiến cho cô bác phòng ngừa được một số căn bệnh mãn tính khá nguy hiểm. Điều đáng nói, trong số 5 thực phẩm được tiến sĩ người Mỹ khuyên dùng thì có 3 loại ở Việt Nam bán đầy ngoài chợ, nhưng ít cô bác nào ở đây chú ý tới. Do vậy mà trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chia sẻ đến quý cô bác các loại thực phẩm chống bệnh cực tốt mà cô bác nhất định không nên bỏ qua cô bác nhé. Nấm, loại thực phẩm được mệnh danh là bổ nhất hành tinh. Nấm có lẽ là thực phẩm đã quá quen thuộc mà hầu hết cô bác nào cũng biết, có phải không nào? Thế nhưng trên thực tế, tôi thấy rất ít cô bác nào ở đây ăn nấm thường xuyên. Mà thay vào đó, chỉ khi nào ăn lẩu hoặc là nấu canh hầm xương, cô bác mới mua về để ăn với tần suất cũng không nhiều. Tuy nhiên, đây lại chính là thực phẩm mà cô bác nên ưu tiên thêm vào trong chế độ dinh dưỡng của mình. Bởi lẽ hiện nay, khoa học hiện đại đã làm sáng tỏ những lợi ích kỳ diệu của nấm, tùy thuộc vào từng loại nấm với khả năng thúc đẩy, điều chỉnh các hoạt động của hệ miễn dịch đấy của bác. Một loại nấm được bác sĩ Helter ưa thích nhất đó chính là nấm Mytek, hay còn gọi là nấm đầu cừu, nấm khiêu vũ, nấm gà mái rừng của bác nhé. Không chỉ có hương vị thơm ngon mà loại nấm này còn có thể giúp tăng cường các cytokine được sản xuất bởi tế bào trợ giúp TH1, thứ kích thích phản ứng miễn dịch tế bào khi chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn. Bên cạnh đó thì nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô được sử dụng phổ biến trong ẩm thực châu Á cũng được chứng minh là có tác động tăng cường miễn dịch. Chúng giúp cho cơ thể của con người tăng thêm sức mạnh để chiến thắng virus và các tế bào ung thư. Cuối cùng là nấm linh chi được chứng minh trong một số nghiên cứu là có thể tăng cường phản ứng cytokine TH1 và giúp làm cho các loại thuốc hóa trị trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra thì chiết xuất từ linh chi thúc đẩy phản ứng miễn dịch của cơ thể con người chống lại một số chủng virus herpes. Tuy nhiên, nấm linh chi có lớp vỏ cứng bên ngoài nên không thể nào ăn trực tiếp mà thường được sử dụng ở dạng viên nang đấy của bác. Tiếp theo là một loại gia vị mà gia đình nào cũng có, đó chính là gừng. Chắc hẳn là trong gian bếp nhà cô bác nào ở đây cũng đều thủ sẵn một vài củ gừng phòng khi cần dùng đến, có đúng không nào? Nhất là đối với những cô bác nào thường xuyên say xe, có lẽ nguyên liệu này nhất thiết không được thiếu, có đúng không cô bác? Ngoài công dụng tăng cường hương thơm cho các món ăn, thì gừng còn có một số đặc tính chống oxy hóa và kháng viêm cực mạnh mẽ của bác nhé. Loại củ này có vị cay, mùi thơm, có chứa một hợp chất được gọi là gingerol, đã được chứng minh là có tiềm năng giúp cho cô bác ngăn ngừa bệnh tim mạch bằng cách làm giảm stress oxy hóa trong mạch máu cũng như là chứng viêm ở vùng tim. Hơn nữa, các nghiên cứu đã tiết lộ rằng chiết xuất gừng giúp ngăn ngừa các bệnh gan có liên quan tới việc sử dụng rượu và có thể tránh tổn thương thận ở những cô bác nào đang dùng thuốc hóa trị. Do vậy, bác sĩ thường khuyên cô bác là sử dụng gừng cho những trường hợp buồn nôn, đầy bụng hay là có vấn đề về tiêu hóa do mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Cô bác có thể kết hợp gừng tươi trong các món ăn, sinh tố, trà gừng hoặc là pha loãng gừng với nước để uống hàng ngày. Thứ ba, mầm bông cải xanh giúp cải thiện sức khỏe rất hiệu quả. Gần đây tôi thấy rằng có nhiều cô bác chú ý tới mầm bông cải xanh khi khám phá ra nó chứa một trong những chất sinh hóa hỗ trợ miễn dịch tốt nhất, đó là sulforaphane. Nói rõ hơn để cô bác có thể hiểu, thì bản thân sulforaphane đã được chứng minh là làm tăng mức độ của một số hợp chất chống oxy hóa bằng cách là tạo ra hợp chất trong tế bào của cô bác được gọi là NRF2. Và đôi khi, hợp chất này được gọi là bộ điều chỉnh chính của chất chống oxy hóa, có nghĩa là nó giúp tăng sản xuất các chất chống oxy hóa khác trong cơ thể của cô bác. Chưa kể, chúng còn có thể đóng vai trò trong việc giảm viêm, tình trạng thường gặp trong nhiều bệnh như là ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh gan đấy của bác. Bên cạnh đó, các chuyên gia hàng đầu về sức khỏe cũng cho biết, hầu hết các loại rau họ cải, chẳng hạn như là súp lơ trắng hay là súp lơ xanh, đều có chứa lượng lớn chất glucoraphanin, tiền chất
và sẽ chuyển thành sulforaphen trong quá trình tiêu hóa của chúng ta. Tuy nhiên, mầm bông cải non có chứa gấp 10 tới 100 lần sulforaphen so với bông cải xanh trưởng thành. Và cách tốt nhất để cô bác sử dụng mầm bông cải xanh đó chính là ăn sống. Ví dụ như chúng ta có thể trộn salad, bởi vì chất sulforaphen dễ bị phá hủy khi nấu chín lên. Bác sĩ Heather thường ăn khoảng 50g mầm bông cải xanh mỗi tuần. Như vậy là tốt nhất cô bác nhé. Thứ tư, tỏi là thuốc kháng sinh tự nhiên của cơ thể. Không chỉ là một loại gia vị giúp cho nhiều món ăn trở nên ngon hơn, mà tỏi còn có nhiều hợp chất giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch của cô bác. Các nghiên cứu về tỏi cho thấy rằng nó giúp kích thích hệ miễn dịch, làm tăng hoạt động của các tế bào NK. Cô bác có thể hiểu rằng đây là một loại tế bào miễn dịch, có các hạt cùng enzyme có thể tiêu diệt các tế bào khối u hay tế bào bị nhiễm virus của bác nhé. Ngoài ra thì tỏi còn có khả năng chống viêm và bảo vệ tim mạch bằng cách làm giảm cholesterol và huyết áp. Nó cũng giúp củng cố đường ruột của cô bác nhờ một số lý do như giúp tăng mức độ các vi khuẩn có lợi như lactobacillus, vốn sống trong đường tiêu hóa và là một lợi khuẩn tuyệt vời. Bên cạnh đó thì tỏi cũng được biết tới là chất kháng virus, kháng khuẩn, kháng nấm đấy cô bác. Nó có thể điều chỉnh sự mất cân bằng vi khuẩn trong ruột, tình trạng có thể gây nên chứng viêm mà cô bác rất dễ mắc phải. Chúng ta có thể kết hợp tỏi trong hầu hết các công thức nấu ăn. Và lượng phù hợp nhất mà các chuyên gia sức khỏe khuyên dùng đó là mỗi cô bác nên ăn từ 2 cho đến 3 tép tỏi mỗi ngày cô bác nhé. Và cuối cùng trong danh sách này đó chính là nghệ. Nhắc đến nghệ thì nhiều cô bác sẽ nghĩ ngay đến công năng làm đẹp vô cùng ưu việt mà chúng đem lại. Tuy nhiên, thực tế thì lợi ích từ loại củ này đối với sức khỏe của con người sẽ còn bất ngờ hơn rất nhiều. Bác sĩ Heather cho biết rằng, nếu phải chọn một trong số các dược liệu tự nhiên để có tác dụng tăng cường miễn dịch thì bà sẽ chọn củ nghệ đấy cô bác. Vậy thì tại sao lại như vậy? Hẳn là cô bác đều biết rằng, loại củ này không chỉ là nguyên liệu trong ẩm thực của Ấn Độ và nhiều nước châu Á khác, mà còn có chứa một hợp chất tuyệt vời được gọi là curcumin. Nó có nhiều tác dụng đáng kể như bảo vệ cơ thể của bác khỏi mức cortisol cao. Cô bác có thể hiểu rằng cortisol là một loại hormone thường được sản sinh khi cơ thể chúng ta căng thẳng, đồng thời có thể ngăn chặn một số thay đổi miễn dịch tại gốc rễ của các bệnh tự miễn và cũng hữu ích trong việc làm giảm viêm mãn tính khắp cơ thể. Từ đó sẽ giúp khuyến khích sự phát triển của các chủng vi khuẩn có lợi trong đường ruột và làm giảm các chủng vi khuẩn gây bệnh khác của bác nhé. Tuy nhiên tôi biết rằng có nhiều cô bác ở đây không thích dùng nó bởi vì sau khi ăn nghệ thì sẽ để lại màu vàng tươi trên lưỡi và răng. Và bởi vì nghệ không được hấp thụ tốt trong đường tiêu hóa, cô bác cần ăn nhiều để đạt được hiệu ứng điều hòa miễn dịch. Thế nhưng lợi ích mà chúng mang lại vừa khiến cho quá trình lão hóa của cô bác chậm lại, vừa giúp làm tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật rất tốt. Với những lợi ích như trên thì việc bổ sung thêm nghệ vào trong chế độ ăn uống của gia đình mình là rất đáng, có đúng không nào cô bác? Cô bác thân mến, có thể nói rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn sống lâu trăm tuổi và cách tốt nhất để đạt được mục đích này đó là sở hữu một chế độ ăn uống lành mạnh. Vậy nên, cô bác đừng quên ăn nhiều năm thực phẩm vừa rồi để tăng cường hệ miễn dịch và phòng bệnh cực tốt của bác nhé. Bên cạnh đó, thì chìa khóa cho quá trình lão hóa của con người đó là sự ngăn ngừa suy giảm chức năng của các cơ quan bên trong cơ thể và hạn chế các tế bào chết đi. Và theo nghiên cứu từ Trường Đại học Khoa học Y tế Utah, Mỹ, khi các tế bào của cô bác đang trong quá trình tái tạo, telomere sẽ ngắn đi theo thời gian, khiến cho các tế bào không hoạt động đúng cách hoặc là chết đi, gây ra những nguy cơ có liên quan đến bệnh ung thư và tim mạch đấy cô bác. Vậy nên, để làm chậm quá trình lão hóa, cô bác hãy hạn chế những loại thực phẩm có khả năng gây hại cho sức khỏe mà tôi sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay. Mời cô bác cùng theo dõi nhé! Đầu tiên, gây hại cho sức khỏe đó chính là nước ngọt, soda. Nhà cô bác nào ở đây có con nhỏ thì hẳn là chúng ta đều thường xuyên mua các loại nước ngọt về uống, có đúng không nào? Thậm chí tôi thấy rằng nhiều cô bác còn mua cả vài thùng về để uống dần. Tuy nhiên, có thể là cô bác không biết đó thôi. Nước ngọt có đường chính là kẻ thù của telomere. Cụ thể, một nghiên cứu của tạp chí Y tế Công cộng Mỹ cho thấy rằng chỉ cần tiêu thụ nửa lít nước ngọt mỗi ngày
thì quá trình lão hóa sẽ nhanh hơn đến 4,6 năm. Một cốc nước ngọt 200ml mỗi ngày đẩy nhanh quá trình lão hóa thêm 1,9 năm. Nói dễ hiểu hơn, cô bác uống nhiều nước ngọt cũng có hại không kém hút thuốc lá là bao. Hiện nay, tuy rằng các nhà khoa học chưa tìm thấy mối liên hệ giữa tirimori và nước ngọt ăn kiêng không đường, tuy nhiên, chất làm ngọt nhân tạo trong nước ngọt không đường có thể làm tăng cảm giác thèm ăn đường của cô bác, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn đến 67% đấy cô bác. Do vậy, chúng ta hãy hình thành cho các cháu nhà mình thói quen uống ít ngọt, nhất là các sản phẩm đóng chai có ga cô bác nhé. Tiếp theo, thịt đã qua chế biến, thịt đỏ khiến cô bác dễ mắc bệnh ung thư. Kẻ thù tiếp theo của telomere là thịt đã qua chế biến, ví dụ như xúc xích hay salami. Đây là các thực phẩm mà nhiều cô bác thường xuyên ăn. Theo một nghiên cứu năm 2008 trên 840 người của tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ đã xem xét tác động của nhiều nhóm thực phẩm tới độ dài của telomere. Qua đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những cô bác nào tiêu thụ một hoặc là nhiều khẩu phần thịt qua chế biến mỗi tuần sẽ có lượng telomere ngắn hơn so với những người không ăn bất kỳ loại thịt đã qua chế biến nào. Không chỉ vậy, các món ăn có chứa nhiều thịt đỏ, chẳng hạn như là bánh mì kẹp thịt hay bít tết, từ lâu đã được cho là có liên quan đến bệnh tim và ung thư. Thế nhưng nhiều cô bác ở đây vẫn quan niệm ăn thịt đỏ nhiều cho bổ. Trong một nghiên cứu của tạp chí dinh dưỡng lâm sàng Mỹ, những con chuột được cho ăn các chế độ ăn khác nhau, bao gồm thịt bò hoặc thịt gà trong vòng 4 tuần. Và kết quả là những con chuột ăn nhiều thịt đỏ bị giảm chiều dài telomere nghiêm trọng hơn trong tế bào ruột kết. Thịt trắng cũng cho kết quả làm giảm chiều dài telomere, tuy nhiên sẽ không nghiêm trọng bằng thịt đỏ của bác nhé. Tin tốt dành cho cô bác đó là một chế độ ăn bao gồm các thực phẩm kháng tinh bột sẽ giúp cho cô bác đốt cháy chất béo, đồng thời làm suy yếu tác dụng của thịt đỏ đối với telomere. Vì vậy, cô bác hãy bổ sung thêm nhiều loại thực phẩm kháng tinh bột như là chuối, đậu lăng hay yến mạch vào bữa ăn hàng ngày để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể mình nhé. Và cuối cùng, cực hại cho sức khỏe đó là rượu và đồ uống có cồn. Cũng giống như thịt đỏ, rượu và đồ uống có cồn từ lâu cũng đã được cho là nguồn cơn của các bệnh mãn tính. Điều này thì chắc hẳn cô bác đều biết. Tuy nhiên, phân tích rõ hơn để cô bác hiểu tường tận, thì theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Mỹ năm 2010 cho thấy rằng rượu có thể làm tăng tốc độ rút ngắn telomere. Các nhà khoa học đã nghiên cứu DNA của những cô bác lạm dụng rượu. 22% trong số đó tiêu thụ 4 ly rượu trở lên mỗi ngày và DNA của những cô bác sử dụng rượu vừa phải hơn. Kết quả cho thấy rằng telomere ngắn hơn đáng kể ở những cô bác uống rượu nhiều. Chúng chỉ dài bằng một nửa so với telomere của những cô bác không lạm dụng rượu. Do vậy, lưu ý đến việc hạn chế rượu bia cũng là cách để cho cô bác tăng tuổi thọ và khỏe mạnh hơn cô bác nhé. Chung quy lại, thì trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang có sự thay đổi bất thường, cô bác cần phải bổ sung ngay 5 thực phẩm sau đây để phòng ngừa bệnh tật cũng như tăng cường hệ miễn dịch của mình, cô bác nhé. Nấm, loại thực phẩm được mệnh danh là bổ nhất hành tinh. Loại gia vị tiếp theo mà gia đình nào cũng có, đó chính là gừng. Thứ ba, mầm bông cải xanh giúp cải thiện sức khỏe rất hiệu quả. Thứ tư, tỏi là thuốc kháng sinh tự nhiên của cơ thể. Và cuối cùng trong danh sách này, đó chính là nghệ. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ, đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.